Cuộc đời của chị khi anh ấy chết đã trở thành thế nào hả? Bởi vì anh ấy chết đi, hai mươi mấy năm qua chị đã phải sống thế nào chú cũng biết mà. Ngay cả điều này mà chị cũng không biết. Bao nhiêu năm qua chị đã nghĩ thật may khi có chú. Chị cùng với Hồ Siêu, may mà nhờ có chú mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Chú có biết chị cảm kích đến mức nào hay không chứ? Tại sao chú phải làm như vậy hả? Thực ra là em cũng không rõ tại sao em làm như vậy nữa. Em đứng đó nhìn anh hai bị dòng nước cuốn đi. Sao em không cố giơ tay ra dài hơn nữa chứ? Em cũng không rõ nữa. Nhưng mà cuộc đời em cũng đã kết thúc vào lúc đó rồi. Cùng với cái chết của anh hai cũng kết thúc lúc đó rồi. Chú ba, sao chú có thể mặc cho anh chú chết như vậy được hả? Chú có còn nghĩ tới chị hay không chứ? Em sẽ không cầu xin chị tha thứ cho em đâu. Đây là chuyện không thể nào tha thứ được. Chú ba, sao chú có thể để cho anh ấy chết như vậy được chứ? Chú có còn nghĩ đến chị hay không? Hơi no quá đi. Tôi ăn nhiều quá rồi. Không biết là cơm canh hộp có vị chị không? Dạ, ngon lắm chị. Y như cơm của mẹ tôi làm cho tôi vậy đó. Cảm ơn chị nhiều nha. Thì cảm ơn chị. Ôi trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn. Chị thích như vậy thì tốt quá rồi. No quá. Ôi trời ơi, giờ tôi chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc thôi. Vậy tôi đưa chị vô trong và nghỉ ngơi nha. Dạ, không cần đâu mẹ. Dĩ nhiên rồi, dù sao cũng là thông gia mà, sao có thể ngủ ở đây được chứ, thật thất lễ quá. Có sao đâu. Trái cây đi ạ. Cảm ơn mấy đứa nha. Còn có cà phê nữa. Con mời mẹ ăn trái cây. Được rồi. Chị ăn nhiều lên nha. Tôi lựa nhưng mà nhìn rất ngon đó. Dạ, chị cứ ăn đi. Tôi sợ trái cây chua nên không thích ăn mấy. Vậy răng chị không được tốt hay sao? Con trai chị là kế toán mà,
Sao còn chưa làm răng cho chị nữa vậy? À, sao từ nãy giờ con cứ nhớ mẹ hoài vậy? Sắp bầm rồi nè. Cái con bé này làm cái gì vậy? Chồng của con không tới đây nữa hả? Đây chính là lần đầu tiên gặp mặt nhau mà. Tôi xin lỗi chị. Cũng phải bây giờ con người ta bận quá. Đâu có thời gian gì để mà về gặp người nhà của mình nữa chứ. Con xin lỗi. Mẹ à. Sao vậy? Đừng ăn nữa. Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ bị làm sao? Làm con rể. Mà đối xử với mẹ vợ mình như vậy trong lòng mẹ khó chịu lắm. Con đang nỉ mẹ đó. Trước mặt nhà chồng của con, mẹ làm ơn lựa lời giùm đi. Làm ơn đi mà. Mẹ biết rồi. Lúc nãy, tôi thất lễ với chị rồi. Tôi xin lỗi chị nha. Có gì đâu. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn chị đã sinh ra đứa con gái xinh đẹp như vậy. Chuyện này thì... Con dâu đã hy sinh rất nhiều cho nhà tôi. Mọi người ai cũng thấy và rất thương con bé. Dạ. Được gả vô nhà tôi từ sớm, phải chăm lo cho nhà chồng, còn giúp chồng mình gây dựng sự nghiệp nữa. Cho dù có tới 10 cái miệng, ở trước mặt chị tôi cũng không có gì để nói. Một lần nữa tôi xin lỗi mẹ chị. Cái đó. Chuyện này, con gái em lúc đó là trẻ mồ côi. Cảm ơn chị đã tốt với nó như vậy nha. Là em phải cảm ơn chị mới phải chứ. Còn chuyện này nữa. Nó có thể dọn tới nơi này thì tốt hơn mà. Mẹ chồng của con thật sự tốt lắm đó. Vậy chị cứ vào trong nghỉ ngơi một chút đi nha. Được sao? Ôi trời, vậy em vô nằm chút đây. Ôi, bụng em sắp nổ tung rồi. Vậy thì để con dẫn mẹ đi. Được rồi. Ôi trời. Chà. Kêu cô ta vô nằm nghỉ thì cũng vô thật luôn. Cái gì đây? Không dạy dỗ tốt con cái. Người bỏ rơi con mình có thể nói vậy sao? Đừng nói nữa mẹ à, họ nghe thấy đó. Mẹ đã từng trải qua cảnh khổ cực khi chăm con mà. Với lại cũng đâu có vô lễ như bà ta chứ. Không biết sao bà mẹ như vậy lại đẻ ra được một đứa con gái tốt như Đốc Yên. Có cần đem trái cây cho họ hay không hả mẹ? Ôi trời, lấy cho mẹ cái gối đi. Mẹ định nằm thật hay sao? Bên ngoài có nhìn thấy đâu, có thì cũng nói được gì chứ. Gông à? Trái cây đây, bác ăn nhiều một chút nha. Cảm ơn con nhiều nha. Cũng may là con vẫn còn khuôn mặt dễ thương đó. Con cảm ơn bác. Đáng tiếc thật, khuôn mặt dễ thương như vậy mà muốn lấy được chồng sẽ khó khăn lắm đây. Mẹ ngủ đi. Mẹ đừng lo những chuyện vô bổ nữa. Nằm một chút là tỉnh dậy liền đó. Sống tới bây giờ, đây chính là lần đầu tiên mẹ được tiếp đãi thế này đó.
Cuộc đời của mẹ như vậy, đi đâu mà được tiếp đãi như vậy nữa chứ. Mà, cũng vì mẹ có được một đứa con gái ngoan thôi. À, trời ơi, đã quá. Mẹ, để đó đi con rửa cho. Mẹ nghỉ đi. Sao con lại ra đây? Hai người có rất nhiều chuyện để nói mà. Con xin lỗi mẹ. Mẹ buồn lắm phải không? Có gì mà buồn. Mẹ con không biết lựa lời mà nói. Ơi, nói là xui gia. Nhưng bây giờ sao mẹ có quyền được nữa đây? Mẹ còn nghĩ mọi chuyện sẽ xấu hơn nữa kìa. Dù sao thì con cũng xin lỗi mẹ. Không có gì đâu. Nè, như vậy còn đỡ. Nếu như chị thông gia mà là người tốt như những người khác, thì bây giờ mẹ lại càng ngại hơn so với chị ấy nữa. Con thấy chưa, cuối cùng nó cũng đâu có chịu xuất hiện ở đây đâu. Ơi trời. Con về rồi. Anh ba về rồi. Mẹ thức dậy đi, anh ta về rồi kìa. Mẹ mau dậy đi. Con kêu mẹ dậy đi mà. Mẹ ghét nhất là ai gọi mẹ dậy lúc ngủ đó. Trời ơi. Nhưng anh ta về rồi mà. Chồng con hả? Ôi trời, làm sao đấy? Rất vui được gặp mặt. Con phải quỳ lại đó. Vậy mẹ phải làm sao đây? Mẹ có phải làm vậy luôn không? Ngồi xuống đi. Mời ngồi ha. Con ngồi đi. Con đẹp trai thật. Dạ, cô cảm ơn. Nhưng mà, kiểu tóc này của con, nhất định phải để như vậy được hay sao? Dạ. Nếu nhìn như vậy, da mặt của con có vẻ là dày lắm đó. À, vì con là kế toán nên phải gọn gàng phải không? Nhưng mà, vẻ mặt con có vẻ như dữ lắm, giống như là mấy ông ở Bắc Hàn vậy. Ồ, mẹ nói sai rồi hả? Mẹ làm con không vui phải không? Không cần khách sáo đâu. Con không vui thật rồi. Mẹ vốn rất quan tâm tới kiểu tóc của mọi người, nên mới nói vậy thôi à. Gông à, tóc của con làm ở đâu vậy? Ở tiệm tóc khu này có phải không? Con tự làm đó thưa bác.
con đang học kỹ thuật làm tóc. Ờ, hèn gì. Có phải con tự nhuộm không vậy? Vậy con nhuộm cho cô luôn nha. Dạ được. May quá, vậy sau này muốn nhuộm tóc thì tới đây được rồi. Mẹ mà kiếm được nhiều tiền á, thì một nửa là để dành cho tóc đó con à. Mập tóc của mẹ thế nào hả? Mẹ mới ngủ dậy nên tóc không có quăng nhiều nữa. À, cũng hợp với cô lắm đó. Ờ, vậy sao? Một chuyên gia như con cũng nghĩ như vậy thật đó hả? Nếu đã ra mắt xong rồi, con sẽ đi trước đi. Ờ, đi. Ừ, con đi đâu vậy? Đây chính là nhà con mà. Bởi vì công ty xa quá, cho nên anh ta mới sống gần công ty. À, thì ra là vậy. Mới tới mà đi rồi sao? Con xin lỗi. Ê, khoan đã. Ừ, vậy thì... À, đây, con viết địa chỉ với lại số điện thoại của con vô đây đi. Nếu mẹ có chuyện tới gần công ty của con á, mẹ cũng có thể kêu con rể dẫn đi ăn chút gì nữa chứ, có được không? Thật ra thì tụi con đang ly thân. Ly thân? Tại sao? Bởi vì đang chuẩn bị ly dị. Ly dị? Vậy bây giờ, con xin phép đi trước đi. Ly dị sao? Không phải lúc nãy mẹ chồng con đã nói như vậy mà. Gả vô nhà đó, lo cho chồng, giúp cho chồng mình gây dựng sự nghiệp. Bây giờ nó lại nói ly dị nữa. Ôi trời ơi, sao có thể như vậy được chứ? Hôm nay mẹ hãy về trước đi. Sao có thể về như vậy hả? Hả? Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Dù sao đi nữa, mẹ cũng không có quyền lớn tiếng ở đây đâu. Còn... Hôm nay như vậy là đủ lắm rồi. Ơi, thật hết nói nổi rồi. Ê, cho nên... Vì không có ba mẹ, nên mới đưa về nhà lợi dụng xong. Bây giờ nó giàu có rồi thì muốn đuổi con đi. Sao lại có đám người như vậy hả? Ôi, đúng là cái nhà này tức quá mà. Con đã kêu mẹ đừng nói nữa mà. Khoan đã. Mẹ. Nè. Sao có thể có tình trạng như vậy được chứ? Tôi rất lấy làm tiếc. Nói một câu như vậy là xong hay sao? Chúng ta đi thôi. Là ngoại tình hả? Nó đi ngoại tình có phải không? Ở đâu vậy? Tôi đi tìm tụi nó gì đây cho? Hả? Người phụ nữ ngoại tình đó đang sống ở đâu vậy? Nói đi! Tôi rất xin lỗi. Tôi không còn gì để nói nữa. Hả? Đối xử với con tôi như vậy, mà nói một câu xin lỗi được là xong sao? Một câu xin lỗi là xong hết hay sao? Đi thôi. Mẹ mau về đi. Nè, con để người ta ăn hiếp con như con ngốc vậy đó hả? Mẹ làm đúng chuyện gì mà la hét trước mặt mẹ chồng của con? Sao không la cho được? Trên đời sao lại có chuyện như vậy chứ? Còn mẹ? Vậy là mẹ cố tình làm vậy để cho bản thân mình bớt đi tội lỗi có phải vậy không? Cái gì? Người sinh con ra mà còn quăng con qua một xó rồi bỏ đi. Thì còn ai tốt với con chứ? Con nói gì vậy? Loại người như con, ai sẽ coi con là người chứ? Đốc In à? Nếu sợ không chăm sóc được, thì đừng sinh con ra. Sao lại sinh xong rồi bỏ đây như vậy chứ? Tình hình... Lúc đó... Tình hình tốt thì sẽ nuôi.
Không tốt thì có thể tùy tiện dứt đi là được phải không? Con hận mẹ lắm sao? Trẻ con thì biết gì đâu. Người ta ai cũng có ba mẹ chăm sóc. Sao chỉ có con là không có? Mẹ nghĩ trẻ con không cần yêu thương chăm sóc. Cũng có thể tự lớn lên được hay sao? Đối với mẹ, chuyện đó đơn giản như mẹ nghĩ sao? Sau đó mẹ tìm trở về, thì có thể lớn tiếng như vậy hả? Sao lúc đó không cùng nhau mà chết đi? Sao lại có thể bỏ con một mình chứ? Sau đó thì ung dung, một mình sau cuộc sống vui vẻ như vậy? Mẹ nói đi! Cho nên, mẹ xin lỗi. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa đâu. Mẹ có chết, cũng sẽ chết cho con mà. Là lỗi của mẹ, mẹ sẽ chết vì con mà. Tình hình không tốt thì sẽ nuôi. Tình hình không tốt thì có thể quan sát một bên phải không? Trẻ con thì biết gì. Người ta đừng có ba mẹ, tại sao con lại không có? Sao không cùng nhau chết đi? Sao lại có thể dứt bỏ con một mình? Sau đó thì ung dung sống một cuộc sống sung sướng sao? Mẹ hứa, mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa đâu. Mẹ có chết cũng sẽ chết cho con mà. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ chết cho con mà. Sao chân mấy ông còn chưa xuống vậy? Anh chưa có dậy nữa. Sao vậy? Hình như là bị bệnh rồi. Từ trước tới giờ đâu có chuyện này đâu. Dạ thôi, anh đang ngủ. Không gọi anh dậy thì hay hơn đó mẹ. Vậy hôm nay con có đi quay phim không? Con đã gọi điện cho người ta quỷ lịch quay rồi. Chị mấy ông bị bệnh nặng lắm sao? Bây giờ tình hình bên chủ tịch Hồng ra sao rồi? Con đã suy nghĩ chưa? Để tối nay, có mặt của chú Mì ông, con sẽ nói nha ba. Ừ. Em xin lỗi. Cũng tại em mà ra hết. Không phải lỗi tại cô đâu. Anh mở mắt ra đi. Đi đi. Tôi muốn được ở một mình. Sao không đồng ý chuyện Minh Xèo và cháu gái của chủ tịch Hồng chưa? Không phải con người thừa kế sao? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng họ sẽ không tùy tiện nhượng bộ đâu. Cho nên mới nói người giàu càng quá đáng là vậy. Nhưng mà bên đó người ta cũng không tệ lắm mà, có đúng không? Sao lại có thể không nghĩ cho Eun Soo và Hun Seo chứ?
Chúng cũng là người già mà. Ông nói cũng phải. Để tôi nấu cho. Người không biết làm cơm sao mà nấu cháo được chứ. Cô cứ lên trên đi, để tôi làm cho. Chị mang lên đi. Tôi nói chuyện với anh ấy còn không thể mở mắt ra nữa. Sao có thể ngồi dậy ăn được chứ? Chị đem lên trên đó giúp tôi đi. Cô kêu tôi phải đi chăm sóc cho người đã cứu cuộc đời tôi, thành ra nông nổi như ngày hôm nay hay sao? Chị có đang định nói với ba chuyện này không? Nếu vậy để sẽ mất hết tất cả đó. Chị cũng biết xưa giờ ba thương anh hai tới cỡ nào mà. Chị đừng có nói ra có được không? Chị nghĩ tại sao anh lại làm như vậy? Không phải chị biết rõ hơn ai hết hay sao? Cái lý do mà lúc anh ấy chỉ mới 24 tuổi thôi, anh ấy có thể làm tất cả chỉ vì tình yêu thôi, chị không biết hay sao? Tôi cũng đã ở tuổi đó, bị mất chồng và một mình nuôi con đó thôi. Sống tới ngày hôm nay khổ sở đến cỡ nào cô có biết hay không? Những người có chồng bên cạnh đều đã nói là sẽ không có gì hết. Nhưng thử bảo họ sống một mình thử xem, còn phải nuôi con nữa thì ra sao đây? Tuy là tôi với Huỳnh Seo trước giờ cũng chưa từng bị đói, nhưng luôn sống theo tâm trạng của người khác, nhất là cô đó, cô biết chưa? Định mệnh là như vậy đó. Định mệnh đã an bài ba chúng ta như vậy rồi. Chị có thử nghĩ cuộc đời của tôi như thế nào không? Từ lúc gả vô đây cho tới giờ, nhờ phúc của chị mà tôi cứ phải sống với một người không yêu mình. Rồi cả ba chúng ta bắt đầu nhận mệnh đáng sợ, chính là bởi vì chị đó. Chị là người lựa chọn không phải hay sao? Không phải chị đã chọn lấy anh hai rồi. Người đó cho dù trước kia hay là hiện tại đều không có bất cứ tham vọng nào với công ty. Cho nên chị đã không chọn anh ấy mà. Nếu như anh hai đã không qua đời, thì tâm trạng của anh ấy sẽ thế nào khi phải chứng kiến hai anh chị sống hạnh phúc bên nhau chứ? Chị không cảm thấy trì trước hay sao? Trong ba người chúng ta ai là người sống khổ sở nhất đây? Không ai khác, chính là anh ấy. Bây giờ chị muốn dùng đôi tay của mình để hủy hoại đi cuộc đời của anh ấy hay sao chị dâu? Tội của anh ấy là gì? Là vì đã yêu chị sao? Nhưng mà chị nên nhớ người được yêu cũng có tội. Phải rồi, tôi có tội là được yêu, nên tôi chấp nhận chịu đựng tất cả, mặc cho miệng đời có nói gì về tôi. Tôi cứ bỏ ngoài tai mà sống qua ngày thôi. Nhưng mà con trai của tôi thì có lỗi gì chứ? Mới ra đời đã mất cha, rồi con trai tôi cứ phải sống theo ánh mắt của người ta. Người làm mẹ như tôi phải làm gì cho nó đây, cô nói đi. Cô cũng có Michelle thì cô phải hiểu tâm trạng của tôi chứ. Huỳnh Seo chỉ thấy tình trạng của nó thôi thì đã cảm thấy muốn rơi nước mắt rồi. Nó là một đứa con trai rất đáng thương,
Không có ai có quyền gì nói con trai tôi hết. Bởi vậy cho nên, bởi vì hôn xe của chị mà chị nở tàn nhẫn kết thúc cuộc đời của người đó hay sao? Biết anh không thích ăn cháo, cho nên lúc nấu chị ấy cho thêm chút dầu mè vô. Chị ấy biết hết tất cả những gì bà anh thích ăn. Em để ở đây, anh ăn một chút cho lại sức đi. Rốt cuộc, một gia đình là thế nào đây? Mẹ của em đối xử với bà ấy như vậy cũng đau lòng lắm. Đôi lúc chỉ muốn oán giận thôi. Nhưng rồi, lại thấy đau lòng và tội nghiệp. Bà ấy đã nói, sẽ chết vì em, rồi vừa đi vừa khóc y như một đứa trẻ. Em hoàn toàn không muốn làm tổn thương bà ấy. Hoàn toàn không muốn. Dù thế nào, bà cũng là người sinh ra em. Em cũng không muốn bà đau lòng vì em. Em đã quen với cuộc sống này rồi, nên cũng chai lì cảm xúc theo năm tháng. Anh hiểu chứ? Dù cho có là máu mủ, cũng sẽ có lúc phải quán trách. Đôi khi vừa thấy quán trách lại vừa tội nghiệp. Không thể nào tránh được những lúc lỡ lời. Anh chắc là mẹ sẽ không buồn đâu. Vì vậy mà em không cần phải lo. Em hãy phấn chấn lên. Sao anh lại biết được? Vì ba mẹ lúc nào cũng vậy thôi. Con em chưa làm những chuyện xấu, thậm chí lúc nào cũng làm em cười. Có đúng vậy không? Nhưng mà con trai của anh, nó lại làm anh đau lòng chết được. Đây là mục đích nó sống cho đời này. Nhưng quán trách còn chưa tới một tiếng đồng hồ, thì mình đã cảm thấy hình như tất cả đều là lỗi của mình. Cả ngày đều thấy rất đau lòng. Nhưng mẹ em sẽ không như vậy đâu. Là cha mẹ tốt hay là xấu, thì tình yêu dành cho con cái cũng như nhau thôi. Anh nói đến người đã phủ phàng bỏ rơi em sao? Là bởi vì lúc đó, mẹ em vẫn còn trẻ người non dạ. Trở thành cha mẹ thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Em cũng từng có con nên chắc em biết mà. Có một điều này, anh nghĩ khi bà mở miệng nói chết gì Đốc In,
thì đây tuyệt đối không phải là một câu nói tùy tiện. Thầy Cang à. Vì vậy, lần sau khi gặp lại mẹ, em đừng có nói ra những lời như vậy nữa được không? Nhìn thầy Cang như vậy, em thấy giống người lớn lắm rồi đó. Cũng nhờ đứa con như thằng nhóc đó. Một khi đã là cha mẹ rồi, thì đâu thể không hiểu được chuyện gì. Ba đã nói anh, bữa nào đưa em tới nhà chơi, ông đã gọi điện đó. Có thật không? Tiệc buổi tối hôm trước, ba chưa thể nói chuyện nhiều với em. Thầy Cang à. Đừng có gây áp lực cho mình. Chỉ là qua đó ăn tối thôi mà. Tự nhiên anh nói ra đột ngột như vậy. Kêu em làm sao không áp lực được chứ? Không lẽ em không muốn? Vậy thì anh, có nói với ba mẹ là em đã ly dị chưa? Sau này nếu họ biết được, họ sẽ tức giận chúng ta lắm đó. Cũng không có sao hết. Em đừng ép buộc bản thân. Anh đã nói rồi mà. Một khi đã yêu em, thì anh sẽ không gây áp lực cho em. Vậy thì, anh có thể giải thích chuyện này được chứ? Đừng có làm cho ba anh đau lòng. Nhưng ba của anh cũng là người nhỏ mọn lắm. Chắc là ông sẽ cảm thấy rất đau lòng. Hả? Ê, nè thầy Cang à. Nè. Ba đã về rồi. Ông về rồi hả? Chính mẹ ông thế nào rồi? Nó vừa mới ăn xong, đi ngủ rồi. Ừ, được rồi. Không ra. Không lẽ cô nhất định phải giải quyết chuyện của Michelle vào đúng thời điểm này hay sao chứ? Cô không thể đợi thêm được à? Chị mẹ ông, con đã thấy đỡ hơn chưa? Con đã làm ba lo lắng, con xin lỗi. Con đã ăn gì chưa? Nó ăn mấy muỗng cháo của Ân Sư nấu thôi. Sao tự nhiên con lại bị bệnh vậy? Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Là chuyện gì? Con đã xin nghỉ việc ở công ty rồi. Con nói vậy là sao hả? Từ lúc bắt đầu, con đã không có khả năng gánh vác công ty này rồi. Nếu anh con còn sống, con chắc chắn một điều, đến xung quanh công ty con cũng không đến đâu. Chinh Gu chỉ quan tâm đến chuyện trong trường học. Con thật sự không còn cách nào nên mới miễn cưỡng kiên trì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con thật sự rất mệt mỏi. Vậy rồi, con định làm thế nào? Con nghĩ là cho cậu Choi làm tổng giám đốc đi. Nhân cơ hội này chúng ta cũng chia ra kinh doanh luôn. Mình đã. Không được. Bà biết đây không phải là việc con thích làm. Nhưng con cũng có năng lực mà. Chỉ cần như vậy là được. Khoan hãy nói tới vấn đề năng lực đã. Con không có tư cách đâu. Con nói gì vậy chứ? Ngay từ đầu, con đã không có tư cách rồi. Còn nói vậy là có ý gì? Lẽ ra con nên nói sớm với ba. Nhưng mà con đã không làm như vậy. Về tai nạn của anh hai đó, có những chuyện mà ba vẫn chưa biết đâu. Đó là chuyện gì? Chuyện này lẽ ra
con có thể đã cứu được. Anh con đã chết. Chú ba. Xin lỗi vì chị xen vào khi em nói chuyện. Nhưng chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi. Phải đó. Ra ngoài nói chuyện đi. Em dâu, em ở lại đây với ba và mẹ đi. Em biết rồi. Hai người mau ra ngoài đi. Mấy đứa này làm cái gì vậy? Con xin lỗi ba. Nhưng mà, con biết chuyện này là sao không vậy? Dạ không, con cũng không biết chuyện gì hết. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì nữa đây? Rốt cuộc là chú đang làm gì? Em định kết thúc mọi chuyện ở đây. Chinh Vũ cũng đã thấy hết mọi chuyện xảy ra hôm đó. Cuối cùng thì anh hai cũng đã bị dòng nước cuốn trôi. Còn Chinh Vũ sau khi về nhà đã không nói gì với ai hết. Đã 25 năm trôi qua rồi. Nó chẳng nhắc gì hết. Dù sao anh hai cũng đã chết rồi. Có lẽ nó muốn tốt cho em và mọi người thôi. Chúng em đã luôn nương tựa vào nhau. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ của nó, em luôn cảm thấy nó đang thầm quan trách em không nguôi, và điều đó làm em. Em cảm thấy mình giống như một con sâu vậy. Thật ghê tởm, cho bao nhiêu người đều phải xa lánh em. Em không thể giấu mãi chuyện này mà sống được, chị có biết điều đó không? Em không làm được. Em sẽ nói điều đó cho bà biết tất cả. Mi ông à. Sau ngày đó cho tới bây giờ, không có một ngày nào, không có một khoảnh khắc nào, mà em cảm thấy thanh thản hết chị à. Tuy là đã hối hận mấy ngàn lần, mấy vạn lần, nhưng anh hai đã chết rồi, không thể nào trở về được nữa. Và sau đó chị đã nói với em rằng chị đã có dòng máu của anh hai trong người. Chú ba à. Nhìn chị càng ngày càng đau lòng, khổ sở. Còn đứa bé của anh hai nữa, cho tới bây giờ. Em phải sống cuộc sống như thế nào? Chị có biết không chị dâu? Rõ ràng là chị biết lòng em mà. Rõ ràng là chị biết trong lòng em đang nghĩ gì mà. Sao chị có thể giả vờ như không biết gì vậy? Chị hãy nói đi. Chị đã chọn anh hai, mà đã không chọn em. Tại sao lại như vậy? Chị hãy nói cho em biết đi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Em không có muốn lấy gì hết. Không còn gì để nuối tiếc. Chỉ là... em đã muốn nhảy xuống chuyến xe. Không thể nào dừng lại này thôi. Cho nên, xin chị đừng bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Nếu như chú nhảy xuống, vậy chị và em vô thì sao đây?
chị cũng có lỗi mà. Sao chị có thể đứng nhìn em kết thúc như vậy chứ? Sao con vô một mình vậy? Vậy bây giờ chúng ta bàn bạc chuyện của mình xem trước đi. Không phải con nói tối nay sẽ trả lời cho ba sao? Cháu Minh Xeo với cháu gái của chủ tịch Hồng quen nhau, rồi cho tụi nó làm người thừa kế, con thấy sao? Để em ra quyết định đi ba. Em sao? Về chuyện con trai của em, nếu như chị đưa ra quyết định thì kỳ lắm. Thưa ba, chuyện cho Michelle và cháu gái của chủ tịch Hồng quen nhau thì chúng ta cứ để gác vào một bên đi ba. Ý con nói ba từ chối sao? Cũng không còn cách nào khác đâu. Tại sao? Bởi vì con cảm thấy rất tội nghiệp cho chị dâu và Hun Seo. Rốt cuộc con bị sao vậy? Ba cứ nói với họ như vậy đi, trước khi con thay đổi ý định của mình. Cũng phải. Đâu phải chỉ mình nhà đó mới có cháu gái đâu. Đúng là làm vậy thì hơi vội vàng. Đã vậy còn thấy bị tổn thương lòng tự trọng nữa. Nếu không được thì ta tìm người khác vậy. Vậy là được rồi. Hơn nữa gả cháu gái thì gả cháu gái. Tại sao phải can dự vào chuyện người thừa kế của nhà chúng ta nữa vậy? Tụi con ra ngoài đã nói những gì vậy? Về tai nạn của ba Hun Seo, có điều gì mà ba chưa biết hả? Ba thấy Hồng Trang đích thân nói muốn hủy bỏ chuyện đính hôn của Minh Seo. Coi bộ dạng của họ cứ như bị con nắm được điểm yếu gì vậy? Ba không cần để ý đâu ba. Con nói ba không cần để ý sao? Con xin lỗi ba. Nếu là chuyện ba cần quan tâm, con nhất định sẽ nói ra. Làm sao dám giấu ba được chứ? Ý con nói là chuyện này ba biết cũng không có ích gì hả? Dù ba có biết, cũng đã không thay đổi được gì nữa. Ý của con là nó sẽ chỉ làm ba thêm đau lòng thôi. Con xin lỗi ba.
Người bắt đầu làm cho vận mệnh của ba chúng ta trở nên đau khổ chính là chị đó. Cháu chào bác. Bác muốn mời cháu ăn cơm nhưng cháu lại không tới. Bác đành phải tới đây thôi. Cháu xin lỗi à. Cửa hàng này chắc không cấm người già ra vô chứ? Dạ. Mời bác vào trong. Cháu chỉ cần đối xử với bác như khách là được rồi. Cho bác một phần cơm nha. Dạ. Không có thực đơn gì sao? Dạ. Mỗi ngày cháu đều thay đổi món ăn khác nhau. Trước giờ cháu luôn làm như vậy. Làm vậy vừa có thể tiết kiệm được nguyên liệu, còn có thể tăng lượng khách lên nữa, để có thể cung ứng được đồ ăn ngon với giá rẻ nhất à. Nấu ăn cũng ngon đó. Trình bày cũng đẹp mắt nữa. Cháu cũng biết làm ăn lắm đó. Nếu cháu làm kinh doanh chắc không tốt lắm. Cho dù bán cơm hay kinh doanh thì cũng giống nhau thôi. Bác đã quá khen rồi ạ. Không lẽ là ba? Là ba thật à? Ba? Sao lại ngạc nhiên vậy? Lần đầu tiên thấy người ta ăn cơm sao? Sao ba không báo trước một tiếng sẽ làm cổ hết hồn đó? Con cũng nên bỏ công việc của trường đi, bắt đầu về công ty làm việc là vừa. Là như vậy nữa rồi. Anh còn nói không muốn làm việc ở công ty nữa. Dạ. Trà này là trà gì mà sao ngon vậy? Hôm nay bác được ăn rất ngon. Cảm ơn bác. Nếu muốn cảm ơn bác, lần sau cháu tới nhà bác chơi nha. Dạ. Đến nhà bác chơi một bữa đi. Chuyện đó thật ra là... Cháu đừng cảm thấy áp lực, cứ đi đi. Cháu xin lỗi, chuyện đó cháu... Không có gì phải xin lỗi hết. Chỉ cần cháu tới là được rồi. Tuy già rồi nhưng bác rất cởi mở. Cái thằng này cũng có mắt thẩm mỹ lắm đó. Ây da. Cơm của nhà bác cũng ngon lắm, không làm cháu thất vọng đâu. Chúng ta gặp nhau sau nha. Bà đi à? Bác đi thông thả. Hay. Vậy là em thật sự phải tới nhà anh rồi. Nè, bây giờ anh còn cười được nữa sao? Ba anh là vậy mà, không ai ngăn cản được hết.
cái gì? Ba của con rất thích cô ấy. Cô sẽ tới nhà mình ăn cơm đó, con cũng về nhà đi. Mọi người điên hết rồi sao? Người phụ nữ như vậy sao có thể vào nhà chúng ta được chứ? Sao lại không vào đây được chứ? Chuyện trong nhà con khỏi lo gì hết. Chúng ta nói chuyện ở đây hay là ra ngoài? Ra ngoài đi. Cô muốn tới nhà họ sao? Anh sợ tôi đến đó, nên mới tới tìm gấp như vậy sao? Rốt cuộc tôi phải làm sao? Cô mới biết vị trí của mình chứ? Sao? Nhìn thấy người nhà của anh ấy quá hài lòng về tôi, nên anh bất an sao? Đối với họ, anh còn không được xem là người nữa mà. Cái gì? Tại bữa tiệc tôi cũng thấy hết rồi. Người nhà của họ không ai coi anh là con người hết. Đặc biệt là ba của anh ấy. Vậy nên anh hãy thôi cái trò khinh thường người khác đi. Ai khinh thường ai chứ hả? Là mẹ của tôi. Cái gì? Anh dám dùng thái độ đó nói chuyện với mẹ của tôi hay sao? Hai người mà cũng gọi là mẹ con sao? Đúng là cảm động mà. Cảm động thật. Tại sao anh lại nói chuyện ly dị ra chứ? Tại sao? Bà ta muốn đến công ty tìm tôi, rồi còn muốn ăn cơm ở đó nữa. Có bây giờ kiểu đó, cô nghĩ xem mặt mũi tôi còn biết để đâu nữa chứ? Tôi cũng có ly dị đâu. Cái gì? Tôi không muốn chuyện xảy ra, nên mới như vậy thôi, sao hả? Nếu anh còn là con người, thì nghĩ đến chuyện của chúng ta mấy năm qua. Tại sao anh lại đối xử với bà ấy như vậy? Anh nói đi. Đừng cho bà ấy xuất hiện ở gần chúng ta nữa. Cái gì? Bà ta làm tôi mất mặt đó. Anh nói như vậy đủ chưa? Như nhìn vào đã biết là không ra gì rồi. Bà ta đã từng tuổi này rồi, còn ăn mặc diêm dúa như vậy nữa. Anh nói chuyện cho cẩn thận. Cẩn thận gì hả? Tôi nói sai sao? Anh có thể tùy tiện nói tôi sao cũng được. Nhưng thử nói về mẹ của tôi nữa xem. Tôi tuyệt đối sẽ không nhịn đâu. Dọa tôi à? Cô nghĩ cô là ai mà dám cả gan kêu tôi phải làm gì chứ? Tôi cảnh cáo anh. Bởi vì có một bà mẹ như vậy, nên mới có loại người đã có chồng rồi, mà còn qua lại với người đàn ông ở bên ngoài đó. Là di truyền mà. Cô dám đánh tôi à? Cuối cùng đã lộ mặt thật ra sao? Cô đúng là một người đàn bà hư thân. Hư thân sao? Đúng vậy. Trên đời sao có người phụ nữ điên này chứ? Dám đánh chồng của mình nữa. Tôi nhất định sẽ đến nhà họ. Tôi sẽ tới nhà của Kang Jin-woo. Cái gì? Nếu anh muốn ngăn cản tôi thì cứ thử xem. Chúng đóng in! Chúng đóng in! Buông ra! Anh muốn bị đánh nữa không? Thật là... Anh à, em phải làm sao đây? Em không biết có nên đến đây không nữa. Sớm muộn gì cũng tới ngày này thôi. Cứ mạnh dạn đối mặt đi. Nhưng mà gặp ba mẹ của anh như vậy, em thấy mình có lỗi lắm.
Là ba anh đã nói em tới mà. Không tới thì vô lễ lắm biết không? Cháu tới rồi. Ta rất vui khi được gặp lại cháu đó. Cháu cảm ơn hai bác. Đã mời cháu đến đây à? Nè, mau ngồi xuống đi. Rốt cuộc anh định nói gì? Việc anh muốn gì, em tự dùng tay ngay là được rồi. Anh muốn nói ra, người phụ nữ đó là vợ anh sao? Vậy là chúng ta kết thúc hả? Chúng ta đã kết thúc rồi. Sao? Sự thật là em với anh đã bị ép tới đường cùng rồi, em có biết không? Nếu như anh ly dị, cô ta sẽ đến bên cạnh Jin Woo. Nếu như anh không ly dị, anh cũng không thể trở thành con rể của nhà em còn gì. Để trở thành con rể của một tập đoàn nhà em, anh đã suýt mất đi vợ mình rồi đó, em có biết chưa? Ông ấy nói cháu làm cơm ngon lắm, không biết là đã khen cháu hết bao nhiêu lần rồi. Bác quá khen rồi à? Cháu đừng khách sáo, cứ tự nhiên đi. Con dâu của bác nấu ăn cũng ngon lắm đó. con nói rồi, mình ăn cơm đi ba. Cô Út về rồi sao? Chào tất cả mọi người. Sao hai người lại tới đây mà không báo trước một tiếng gì? 웬일이에요? 온다는 소리도 없이? Hôm nay cháu có chuyện đặc biệt muốn nói với gia đình. Có chuyện muốn nói à?